I think you're looking for... Jackie? A mutual friend sent me. I figured Johnny was lying when he said he had a friend. The Cloak and Dagger act's a bit much, though. You know Donovan? You could say that. I'm a special agent with Treasury. The IRS is looking into Olivia Marcano? Pretty sure she's smart enough to pay her taxes. I'm investigating a man who works for her, Chester Moreau. From what I've been able to piece together, he finances the Southern Union. Figured those racist fucks had factored into this somehow. Man I'm after, Remy Duval, is a grand poopah or some shit. Whatever the connection, it's deep, it's secret, and it's bringing in a lot of money. Much more than you'd expect from a territory like Frisco Fields. The Bureau looked into it for a while, but no one's talking. Trust me, I get my hands on one of those bastards, he's talking. I thought as much. Only other lead I have is that the Southern Union's got stashes of propaganda scattered around the neighborhood. Might not seem like much, but you hit those, you'll get the attention of the people who matter. Yeah. Moreau starts losing money, he's gonna want to know why. I'll be back once I have something actionable. Really talking around here. I think you're gonna have to get to Chester's people directly. Series nó sẽ dài hơn mình tưởng đó. Còn tuốt bên đây 3-4 nhiệm vụ nữa chứ. Căng đét. Nhiều nữa chứ. Không biết khi nào. Ô, 100.000, what the hell. Biết khi nào mới xong mấy cái nhiệm vụ bên đây. Kệ, mình đã cố gắng mình làm nhanh hết sức có thể luôn rồi đó. Nhưng mà nhiệm vụ nhiều phết đây chứ. Mình cũng chưa kể là mình chưa làm nhiệm vụ phụ nhiều, mình chỉ mới là làm nhiệm vụ chính rồi đó. Mỗi tập luôn, tập nào cũng một tiếng mà mình làm chưa đủ nữa. Ồ, căng vậy ta. Súng lục đâu? Mà sao không ai nghe ta? Thằng kia nó không thấy luôn. Nice. $99,950. Cảm thấy tiền nhiều phết ra chứ. Nó mình còn thấy một thằng nữa mà ta. Nó đi đâu mình không biết nữa. Từ từ đi giết thằng này ra. Xuống đây em. Đó, mình biết thế nào thằng kia nó cũng quay lại cho nên canh này trước đã. Rồi chúng ta sẽ xử lý cái thằng informant này sau. Thằng này bắn gục rồi, không có kiểu gì nó chạy được hết. Nó chỉ là quay báo có thì thôi, nó cũng không chạy được. Nó chạy mình kêu nó ông nội luôn. Bắn một phát cái đầu cũng chạy được nữa. You run with me now. Đưa tiền cho bố nào. Má, trong người đẹp trai gì mà đứng có 100 mấy đô hả? Mình cứ tưởng là nãy giờ ít nó cũng có ít nhất cũng phải mấy ngàn trong người hoặc ít nhất cũng 10.000. Đại loại như thế. Ờ, ai ngờ nó không được đẹp trai mà còn nhà nghèo nữa chứ. Cái này nó đùa vui thôi chứ. Nó thật ra thì cũng đâu đến nỗi nào. Vấn đề chúng ta còn 100.000 còn lại kìa. 100.000 này mà cho Vito chúng ta lên tới nóc luôn á, lên tới cái hai ba giặc luôn, mình nghĩ là vậy. Lên tới cái heo 3-3-4 gì luôn á. Rồi tới unlock được nhiều lắm. Mình đang rất là cố gắng để unlock đây. Cái bên này cũng có cái nè. Không, mà bên đây là cái nhiệm vụ nãy nhận nhiệm vụ cái đó. Chứ mà là nhiệm vụ cái đó. Nhỏ đó mình nhận nhiệm vụ thôi. Còn nhiệm vụ đó chỉ sang túc bên này. Có một thằng cảnh sát đây mới ghê chứ.
Sentry Q. Thấy Sentry mà thấy Q rồi hơi căng rồi đó. Hơi thôi, nhưng mà cũng đâu có nói là nó quá căng. Lại đây. Tôi thích mấy cái thằng mà mặc đồ giống kiểu như mày đó mà. Nhìn như acid vậy. Think he's gone. Ơ, mỗi lần searching nó đi đâu vậy? Mình xử thằng Sentry trước đi rồi chúng ta sẽ tính mọi chuyện sau. Nó còn đang đứng cổ vũ nữa chứ. Để cho ăn quả bom nè. Đó, Sentry đã gục. Xong, khu này xong. Quá đẹp. Này thì coi đá gà, coi con mẹ gì hai hàng quánh lộn nhau làm thấy ghê à. Đưa tiền hết đây cho bố. Có một quả bom là xử lý được tất cả. Oh yeah baby. Xe bố đâu? Lên. Ở đâu nữa? Đây cái gì? Southern Union Reinforcer. Sao chỗ này cứ ngược đường thấy quái nào ta? Kỹ mình cũng phải quẹo lại mà. Ok, Q Southern Union Enforcer. Mà mình thấy 90 trên 100 ngàn là chắc cũng phải là nguyên một đám đó rồi. Nguyên một cái giải nhiệm vụ dài luôn rồi, đợi mình ngay trước mắt. Nhiều phết đó chứ, mình cũng không ngờ nó nhiều đến mức độ vậy. Nhiều Verkler ra. Cái một tập mình làm khá là dài lắm rồi đó. Mà mình cũng phải kéo dài nhiệm vụ ra. Kéo dài số lượng nhiệm vụ mình làm được lên, làm cho nhiều vô để có thể còn chia đều ra cái tập. Uncle James. Uncle James, what the hell? Ô, có Sentry nữa kìa. Mà bị cái là mấy chỗ này cũng nhanh chóng lắm. Để hồi máu rồi. Ô, bắn một phát ngay đầu đấy chết mày. Southern Union. Có là lượm tiền không ta? Đó, đẹp. Sống, ngon lành. Full đạn lại luôn. Mấy vụ mặc dù nó nhiều thiệt nhưng mà nó cứ rải rác mình phải chạy tới chạy lui. Kickback available. Kickback available ở đâu ta? Sao tự nhiên nó hiện kickback available mình cũng không rõ nữa. Mình có 10 ngàn mấy rồi. Đúng kiểu có bom rồi, chúng ta sẽ xử lý được tất cả. Frisco. Ừ, cái chỗ này được hơn. Hừ, giống kiểu đi giải quyết từ từ từng đứa vậy. À, hơi oải rồi đó. Nhiều quá. Không biết thế mình cũng ta còn tới mua ba bốn cái nhiệm vụ đằng sau nữa chứ. Mỗi cái chắc cũng dài ngang ngửa thế này. Mỗi cái chắc cũng chừng 100 ngàn cho mình học máu. Xe cảnh sát kìa trời. Lái vậy đàng hoàng. Nói chung thì các bạn lái có dù có sai quy định thì mấy thằng cảnh sát nó cũng không để ý đâu, trừ khi các bạn cán nghiêng chúng hay giống gì đó. Thì nó coi lại này, còn chú vào bên Mỹ với bằng tông quân gãy qua cây cục điện, mày cũng muốn vô tù rồi. Chỉ lao động cũng ít vậy, chỉ phá hoại tài sản cộng đồng.
Enemy tough. Really, nigga? Denton's happening. What? Pressing, brother. Huh? We got off. I'm stuck. Don't hurt. Just stings a little. Get him to... Oh, boy. Fuck it. Crush him. White cook, white cook, white cook, white cook, white cook. Fuck it. Xuống xe mày, don't you fucking move. Xuống mày, don't you fucking with wait, me, what, man. What à, tao mất mất nhiều máu lắm rồi đó. Chester Moreau's operation. Dangerously. Drifting. No, Jesus! You ain't proven nothing! Ủa, này, phải tòng speeding. Ó, mày em thích. Xem tòng xe khác á là nó cộng điểm gì đó. Don't be shy, talk to me. Đó, giờ mày sao? Giờ mày sao? Who's gonna pay for that? Giờ mày có khai không? Khai không? Để tao còn đi làm cái chuyện khác nữa. Nó chỉ cần để lỡ một tí là nó không khai rồi. Đó, almost hit car. Lao những cái xe bên đường là nó cộng quá trời luôn. Tell me what you fucking know. Đúng kiểu là tập lái xe cho bạn đó. Sợ chưa mày? Không sợ luôn qua. Cái chỗ này hình như có đội. Nó chở nó đi một vòng luôn. Try là madman man. Rồi xong rồi. Quay trở về chỗ ban đầu luôn. See you again. It's your ass. Mấy dục cái xe này là vừa luôn rồi đó. Chúng ta đang làm tiếp nhiệm vụ hôm qua chúng ta bỏ lỡ. Đột nhập vô trong nào. Mình có cách đột nhập mình cũng bựa dễ sợ. Không đi đường chính mà toàn đi cửa phụ, cửa hậu gì đâu không. Fucking with me ain't smart, pal. Đây em, đây. Nếu mà mình hết sáo hai lần á thì lần kia nó sẽ ra lẹ hơn, kiểu nó đang để ý rồi. Đó, quá dễ. Sao khu này có một đám đứa thôi mà làm gì mà nó canh đông dữ vậy ta? Này canh cũng chịu khó đông lắm á, quá trời luôn. Mày thì lòi là mafia cái gì? Mafia gì yếu quá đi thôi. Đó. We all get in a hurry sometimes. Đó là đây, là đây, nhanh. Có mình nó lại càng tiện muốn biết mấy. Come on. Đồ 7.500 luôn. Quá đẹp. Giờ bắt đầu thì nó lâu nhiều ta. Frisco Fields, Jackie, nói chung là cái khu này làm khá là nhiều đó. Damage, nói chung là kiểu gì cũng phải làm hết tại vì số tiền nó quá lớn. Mình để coi mình lại vô Black với tiền đó được không ta? Tiền nhàn vàng á. Có chút xíu. Go check this out. They want to let grow down to that. Those and walk around the wood. God made them, they let them. Tuổi này vẫn chưa biết được gì đang chuyện đang xảy ra. Tuổi gì? Cứ từng thằng ra là kiểu gì cũng chết hết.
saying that poor bastard who fell from the Royal was pushed. Might be trouble. You gonna get yours. Got a body here. Someone gave that fool a gun. Ôi hàng kia nó vẫn không hiểu gì nó sẽ ra. Đứng ngắm cảnh đó mày. Đó xử đẹp luôn rồi đó. Cũng có được khoảng 17-12 ngàn gì. Nói chung không nhiều mà đủ để xài. Đủ để qua tháng này. Vehicle delivery nào. À, mình nghe nó nói có cả service gì mà là hit SWAT. Moran has the pull to cut the phone for a short time. I'm in Frisco. Get somebody to take this cat. Với lại cái kiểu như là gọi xe taxi nằm đâu ta? Bobby's lunatic Italian brothers are ready to lay down some hurt for you. Ooh, dữ ta. One marker. Mình có 6 cái marker. Police dispatcher. Hết rồi. 1,500. Nói chung mình cũng lười đi xe lắm nhưng mà kệ. Vãi mấy thanh niên. Giữ tiền nha. Ok. Let me see what you got. Refill ammo lại. Tới giờ vẫn mua chưa được mấy cái đó. Suspension spray. Giờ nó có nâng cấp nữa nè. Make tighter. Hình như xe nào cũng vậy sao ta. Mình cũng không rõ nữa. Get a boost to your vehicle top speed and acceleration. Khoảng 50 ngàn á. Nói chung là mấy mình nâng là cái là hết luôn á. Để coi Lincoln nó có gì cần upgrade nữa không. Đa phần trước mắt thấy không rồi đó. Cho nên upgrade xe thôi coi. Để cần thêm tiền. Không biết có áp dụng cái xe này không ta. Mình nghĩ là có. Nếu mà chạy thấy ngon hơn là biết liền. Suspension. Những cái gầm xe hay sao ta. Nó làm cho xe cao hơn tí, lái dễ hơn, ví dụ. Hoặc là hạ gầm xuống. Còn cái kia nữa, acceleration thì gia tốc nữa. Rồi tăng tốc, nói chung là top speed nó, cái tốc độ cao nhất của nó sẽ tăng hơn, cao hơn, lái nhanh hơn. Mấy chiếc này của mình thấy cũng lái cũng quá cha rồi. Chơi xong nhanh gọn lẹ, không cần phải khó khăn gì nhiều. Chúng ta đã xong. Activate object, mình sẽ tới đây trước đi, nói chuyện đi. Xong rồi Jackie Grimido, ông này thì chắc sẽ cho mình thêm nhiệm vụ cái màu này, tại vì cái màu kia thì nó quá là kiểu như là nó cùng màu, nói chung là mình nghĩ đây sẽ cho nhiệm vụ này. Tại vì 64.000 mà không có cho nhiệm vụ thêm có vẻ hơi khó đó. Thì kiểu như bạn vô bạn có giết hết rồi là bạn có tìm đủ hết thì cũng không có tới mức độ như vậy. Thường là những cái thứ chính á nó đáng một số tiền rất là lớn. Thì đó khi mà bạn giết thì nó sẽ cho nhiều tiền hơn, ví dụ vậy. Giao nhiệm vụ nào. Anh cần phải nói chuyện với chú. Hi. Did you learn anything? Hit those bastards pretty hard and all I got was a single word. Bel Air.
You know something? That tracks. Moreau is the majority owner of Bel Air Supermarket. As soon as you started hitting those racist assholes, the phones lit up. No one mentioned the Bel Air by name, but I did get a time. 10 p.m. And enough circumstantial evidence to tie it all together. Whatever's going on, it's happening at that supermarket tonight. I'll look into it. Lincoln, listen. The thing some of those guys were hinting at, it's bad. Real bad. So go in quiet. We need to find out exactly what Moreau is up to, and we won't get another chance. You got it, Jackie. You got it, Jackie. I'm sorry about that. Ok, dân chơi. Còn 64.000 nữa, cố lên nào. Công việc nó già mà nhiều nữa chứ. Ôi, làm nhiều lúc các bạn làm thấy một ngày mà bạn chơi, cố gắng chơi hết cái trò này là các bạn thấy bạn mệt cỡ nào. Và bạn rảnh cỡ nào. ok. Vốn dĩ bên kia nó cũng đã xa rồi. Không biết có cái nào nó nằm tụt xuống dưới đâu không ta. Uncle Chu kill the Southern Union Enforcer. Nghĩa là giết cái đám này á, nó sẽ lòi thêm một đám khác nữa để mình giết thêm. Thì cái đám này giống như là kích hoạt cái nhiệm vụ mới dành cho khu bên này. Kill the Enforcer. Nhưng mà có vẻ nó không dễ đâu. Oops. À, mình tông xe con ta má. Văng luôn qua. Không còn gì luôn. Cái này mình đi chơi mình cũng nhắc tới, nhớ ra nhiều bạn có kêu là sao anh chơi, mấy bạn chơi mà bạn nói nhiều kinh hồn. Thì tất nhiên là bình luận mà. Mấy bạn nào kêu cũng nói là cùng chơi mà chứ đâu phải để là chơi một mình đâu. Thì đó mới nói giờ đành thôi, cái đoạn nhớ nó gọi là cái commentary thì đành cái commentary mỗi lúc thôi chứ sao giờ. Nếu mà im lặng cả một phút thì cũng hơi khó, thường là những lúc là tập trung mình sẽ vẫn ít nói chuyện như thường. Vô mấy đứa. Xong. Mày nghĩ là tao sẽ cho mày gọi điện thoại sao? Đéo nhé. Sentry alert. Nhưng tao đã cho mày gọi điện đéo đâu. Cho nên giờ mày có alert cũng như không. Rồi cái số lục của tao đâu? Chết cha. Give me back. Ê chết rồi, chết rồi. Giờ làm sao lấy cái súng lục đây ta? Tí bấm nhầm nút rồi. Nãy mình bấm nhầm nút lụm đồ. Ở à, đây đây, súng lục đây. Đây là cái súng càn nữa, đó. Lâu lâu nó không có hiện lên, kỳ ghê quá. Xong. Ngon lành canh đào liền. Còn 56.950. Vô quốc được có 5.000 thôi sao. Mà trong quý tụi này nó không có tiền nữa mới ghê chứ. Thế mới đâu. Toàn giết là đa phần là tụi kia nó hưởng hết. Mình đâu được hưởng đâu. Regulation. Who weak clutch. Giờ mình mới nhận ra đây. 1.100 mấy mét. Xa tiếp thò. Chừng nào phải gây đủ thiệt hại cho tụi nó thì chúng ta mới tiếp cận được thằng chùm khu này. Cái đó mình mong rồi, chắc là nó sẽ đáng cái đồng tiền mình bỏ ra, đáng thời gian bỏ ra tới 100.000 luôn mà. Oh, có hơi nhiều. Mình nhớ thằng cái thằng sau mình nghe là chắc sẽ có tướng không thôi. Oops, nhưng chạy lộn hướng rồi. Ồ, xe này trip giờ được trip đã chứ. Nhưng mà không biết là sao mình có nên đưa cho Vito nữa hay không. Là đa phần rồi, trong cái này mình có đã đưa cho Vito hay một lần rồi. Thì thôi, cái hết nguyên cái địa bàn này nên đưa cho Vito hay một lần nữa thì phải. Thì kiểu như cho Vito được tiền nhiều để mình nâng cấp máu luôn. Còn đa phần Cassandra kiểu súng cọ rồi cũng không đến nỗi nào. Dù sao mình bắn cũng ghê lắm rồi. Kiểu như Cassandra thì chắc mình để cái sâu đi. Còn Perk thì mình không cần lắm.
Nhớ nói về game này có nhiều vậy, như là nhiều cái ending quay quay for iPhone really nigga. Giờ dù sao cũng đã tối mà. Keep worrying since we haven't had a big storm this year. They always come. Don't really know what to say about that. I'm counting the minutes at this point. Investigate, get inside Bellaries. Có vẻ như tụi nó đang đang làm gì đó trong đây rồi. Vừa có một vài thằng tới nè. Nhưng mình vô mò hơn rồi. Thank you. Tactical vest luôn, tiện dễ sợ. Mr. Marcano and the Southern Union, thank you for coming out tonight. Investigate để mình thủ sẵn cái súng đi. Tôi chắc ăn rồi. Làm gì ở đây ta? Mason Carter. Just let me go. We'll start to bidding at $1,000. Nên chào một bom ở đây không ta? Một phát là gục liền. Một phát là gục liền. Quá dễ. Cũng hết là mình lúc nào mình đem bom đầy đủ đó. Nó còn hồi cái bom cho mình mà. Just make it fucking quick. Dig motherfucker. Can't trust a rat. Dù gì mấy người kia cũng chết hết rồi mà. Ok, tì ngon. Reinforcement. What the fuck? Nãy mình vô cửa sâu rồi đúng không ta? Đây, 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 cửa sâu đây. Giờ ra cũng là cửa sâu thôi. Whoa, hơi là mình mặc giáp á. Chứ không là tốn máu rồi. Tree passing. Xem mình đi đâu ta? Chắc là không phải chỗ này rồi đó. Có tụi reinforcement nữa chứ. Ô, đợi nó ra chắc là tới Tết. Mình gọi xe rồi mình xem mình đến đâu rồi ta. À đây đây, xe đây, em giấu đây. Ồ, bây giờ chúng ta hiện một đống nhiệm vụ luôn. Lái lẹ em ơi, nó bắn anh sụt ký luôn rồi nè. Nhất là xe mình chưa có... kiểu như ta. Chưa có cái mà... chống đạn mà dùng cho bỏ bánh xe á, giống như GTA 5 á. Chưa upgrade Cassandra, nó chưa cho đó. Khó khăn gì đâu á. Có muốn upgrade người này, mình sợ phật lòng người kia. Tôi không biết phải upgrade sao cho đều. Hoặc là buộc phải làm nhiệm vụ phụ thôi. Chứ mà bao nhiêu racket cũng phải chi đều hết rồi mà ta. Mình nghĩ là vậy, ít ra nó phải chi đều ra thì may ra thì hết một cốt truyện thì chúng ta mới có đủ racket để đúc cho mấy người này. Chưa vô thấy Sentry đó. Ủa. Huh? You don't belong here, friend. What? Ôi, phải đánh nó xong cái nó giật ngược lại mới ghê chứ. Ôi, phải bắn ăn 4 viên đạn đéo chết. Nice. Chưa vô thấy tụi nó cầm súng đợi mình sẵn rồi đó. Shit, grenade!
Yeah, Sentry chết rồi, mừng quá, hay quá. Chúng ta chọn phát là dùng trúng liền. Công nhận bom luôn là cái thứ mà chúng ta cần suy nghĩ lại khi sử dụng. Có lẽ cũng gần xong rồi. Súng này các bạn thấy màu hết đạn nhưng mà được cái là bắn rất là hiệu quả luôn á chứ. Weapon lockers, có tiền đây, có tiền đây. Sao đứng luôn rồi. 750 rồi. Thank you. 25.000, 4.000 mốt. Đụng một phát được 25.000 luôn, ghê vậy dân chơi. Đạn vừa cái kiểu, làm sao để đủ kiếm đủ thêm 4.000 mà đỡ phải đi đâu ta. Where are you going? Chúng ta còn 2-3 cái vụ lận. Drop a coyote. Công nhận mình bắn cũng để tiết kiệm đạn cũng khá là nhiều ấy chứ. Nãy mình không thấy thằng kia luôn. Mình nó kêu phát hiện một cái là tự động mấy hàng bên trong biết hết trơn luôn. Nhanh quá. Mấy này làm gì tông xe mình bốc cháy luôn rồi. Mấy tên đi biết đường không vậy? Anh mày để xe là phải tự động tránh sang. Để cho mày đi. Nói rồi chứ. Còn 4.000 mốt mà còn chút xíu nữa. Biết thế nãy mình đi lượm tiền thì mới ra. Nhưng mà đa phần mình lượm cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà còn thiếu 4.000 mấy. 100.000 mà giờ bạn chỉ còn thôi. Thiếu đúng 4.000. Và chúng ta có thể đi, dạ, đi xử lý bằng chùm. Game này có vẻ như nó lặp lại với cái cơ chế gameplay giết như từ dưới lên á. Nhưng mà cũng hay, là mỗi lúc nó mỗi khác. Cho nên là bạn nào có vẻ như vậy, mình sẽ nghe thấy là nhiều bạn sẽ có ý tưởng giống như là mình không thích tại vì kiểu như là mình không thích kiểu như đi phải đi giết boss và cái nội dung nó cứ lặp lại nhiều lần quá. Thì biết là vậy nhưng mà tới lúc mà bạn chơi nó lại khác, không phải như bạn nghĩ. Ủa đây có ai mà ta? What the hell? Sao giống chơi vậy? Đó, thì mình biết là những gì càng lúc càng nhỏ thì chứa nó càng bự thôi. Một đống tiền luôn, 10.000, chỗ má 10.000 tiền mặt luôn. Ghê thiệt. À, mình hiểu rồi, nếu mà mày nào muốn cộng tiền mặt á là các bạn phải kiểu như là hình như mình tới trước khi mà tụi nó kịp về hay sao quá. Hiện chi tới không thấy ai á. Vô đúng tỉnh luôn, giờ nó mới tới. Nice. Mấy chú chậm quá rồi, anh nó vô lấy rồi, nó không thấy mình đi ra luôn, cái ghê chứ. Hitman và cờ. Giờ vô lấy tiền xong đi ra rồi, còn gì nữa là còn đâu nữa mà vô nữa. Mấy người kia chậm chân và cờ. Anh mày đi ra luôn rồi. Woohoo. Easy money. Đó. Đó, đâu rồi. Oops. Trời má. Vậy cũng dính hả trời. Căng gì mấy đứa. Ô, căng đấy. Cố gắng trip lắm mà đó. À, giờ nó chỉ cần đi nói chuyện nhỏ kia. Jackie, con gái mà tên Jackie cũng thấy ngộ ha. Là xong, chúng ta sẽ làm xong cái khu vực ngay đây. Bàn giao lại cho Vito và chúng ta sẽ tiến lên 3 khu vực bên trên. Là chúng ta sẽ xong ngay thôi. Quá đà. Cái này nó lúc mỗi lần lùi lại hoặc là mỗi lần lên xe nó có vẻ tốn khá nhiều thời gian để nó lên được xe với lại nó đi di chuyển.
pulled down everything. You can find Chester Moreau at the grocery store. How'd you find him? I had a hunch, so I sat on an apartment in the French ward that's listed under his youngest kid's name. Fucker's been holed up there. He slipped back into Frisco with some cronies in tow. I think he figures if Olivia doesn't get to him, you will. You all right? Fuck no. Those poor people. I've got an old friend from the State Department who's going to help them. But Moreau. Moreau, that asshole Remy Duval, they've got to answer for what they've done. All of it. They will. You have my word. Ok, tụi kia làm gì những chuyện xấu thì tụi nó bây giờ phải trả giá thôi. Trước sau cũng như vậy thôi. Và cái sự trả giá của những thằng như thế này á là cái bàn đạp để chúng ta giết cái thằng lớn hơn. Mình cũng thấy trên YouTube á, hiện tại là cũng nhiều người đã đăng hết rồi. Và tụi game này nó tốn khoảng từ 29 đến 30, 20 mấy, 28 đến cho đến 30 tập. Mà mỗi tập cũng phải hơn một nửa tiếng, 20 đến 30 phút trở lên. Cho nên nếu mà nói ra, nếu mà mình làm cái là lâu thì cũng phải dài, rất là dài. Cũng phải nói là vậy. Game này rất là dài và cái khoảng về sâu làm không hết nhiều. Để làm cái này các bạn cần sự kiên nhẫn và sự ủng hộ thì các bạn, nếu các bạn thích cái series này á thì các bạn hãy cho mình động lực để mình làm tiếp những game khác và làm tiếp những video clip thế này để cho bạn coi. Ví dụ tại mình cũng bỏ ra rất nhiều thời gian để quay này nọ kiểu thì cái thứ mà mình xin các bạn đó chính là động lực thôi. Động lực tại vì hầu hết những thứ mình làm cũng đã không có đòi hỏi gì nhiều rồi. Cũng là một cái muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn cũng kiểu như là ai cũng vậy, ai cũng muốn người ta ủng hộ mình mà, đúng không? Ví dụ vậy. Rồi. Có đạp cửa đi vô tỉnh vậy sao? Tỉnh vậy sao? Này bán bánh à. Trên lầu thấy không ta? Không thấy. Nhưng mà nó nghe. Sentry nghe. Vợ nó đang xuống. Đúng rồi, xuống đi em, xuống đi. Anh vẫn đang đợi chú đây. Im đó, làm gì giống như hitman thứ thiệt á. Đó, cứ bình tĩnh mà chiến. Chúng ta chỉ cần tập trung vào ông kia thôi. Nếu mà gọi thằng này thì ít ra thằng này nó sẽ nghe. Coi thằng nào đi ra ta. Quiet over here. Jesus Christ! Ai ngờ nó để nó phát hiện mới ghê chứ. Wow. Cũng hơi là mình giết hết Sentry rồi. Vô em ơi, vô. Khai hết rồi. Tiện quá, mấy anh kia đang lên rồi, mấy anh kia. Tới lúc mấy anh kia lên là xong rồi. Tới lúc mấy em lên là đã xong hết mọi chuyện rồi. 208.000 Cassandra, nếu mà đổi vào nhỏ này chúng ta unlock được cái súng kia. Cái okay, Enforcer Hit Swap. Armored Shotgun and Machine Gun. Mark on the next cone to video so we be on the house. Explosive Supply. 207 này, 256.000 rồi. Sắp được 207 rồi, mình đang cần 207. Khu này cho Vito luôn đi. Took down Bel Air and Frisco Fields.
Just so we're clear, we'll not be using this place to fucking sell people. Find another way to make money from it. Good deal. You're making the right call, no question about it. Remy Duval came from one of the most respected and wealthiest families in Louisiana. He invested in everything from oil wells to real estate, and he used his social status to get a radio program. Now, he used his radio show to preach about the collapse of polite society and the superiority of the Southern way of life. His family had been here for a couple of centuries, so his death was a shock. But even more shocking was the revelation that he was associated with the Southern Union, a group of wealthy racists who used their social positions to agitate against blacks. Remy Duval, he was crucified and then burned alive. How do you justify that type of behavior? Remy came from a long line of Southern cocksuckers, was always quick to trot out that war of Northern aggression and the South will rise again bullshit. Here's the thing about Remy. In 1965, he participated in the murder of four civil rights workers, one of whom they decapitated. They never found her head, so fuck him, he got what he deserved. We got this one little patch behind the apartment the landlord lets us use. Mostly for some tomatoes, maybe a little okra. Will it fit it? Carly, assume you're still publishing that rag of yours. If it bleeds, it leads. And with you out there doing what you're doing, Christ. Can't print copies fast enough. You have something for me. Whores. You want high-end whores in the French Ward? You go to Handsome Harry Robichaud, Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck. Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. Usually a good idea to cut off the big money first. Hurt an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe the city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. Oh. Running horse for Handsome Harry, don't know what he's up to. Đụng nhẹ xe cảnh sát. Má, mình vừa mới chết. Và mình không thích điều đó tí nào. Thật là không ngờ được. Đụng nhẹ vào cảnh sát nó lại nó phang vỡ đầu. 100.000 chắc cái khu này mình nhường cho Vito luôn để cho nó up mình lên luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện lại với Cassandra sau. Tại vì nguyên cái quận này nếu mà mình đoán không nhầm mới đi coi. Hình như mình làm cái quận trên Frisco Fields. Là nãy là nếu mà có sit down là chỉ nhường lại cho được Vito được thôi thì phải. Rồi cuối cùng nếu mà sit down lại nó vẫn nhường cho Vito. Nếu mà mình kéo cái là Vito cũng mất. Nói chung là nếu mà cái đó là cũng chỉ là upgrade tạm thời cho Vito. Nếu như mà đã từng mất vậy. Thì giờ cũng y chang vậy luôn. Nó còn màu vàng với màu đỏ nữa chứ. Nhiều phết ra chứ. Ủa cái rốt cuộc ở chỗ vô nằm đâu ta? Ủa? Rốt cuộc ở chỗ vô nằm đâu? Ở đây 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 đây. Mở máy mình tính bắn cái đòn đó rồi. Giờ mình cũng suy nghĩ lại. Come take a look. Đi dọn xuống dưới đây coi.
back out the front! I was worried I wouldn't get to shoot nobody. I'm ducking down! Oh, your bastard got lucky! Oh, what the fuck? Bắn cái gì mà không chết trời? Ồ, nhiều lúc nó có hay lỗi gì đâu ta. Chúng ta cần tiền mặt. Quay quay dân chơi. Và những thằng này nếu mà chúng ta giết hết là sẽ rất là có giá trị. Ô ô, mới đó hai mấy ngàn rồi sao nhanh vậy? Mỗi cái 5.000 nhiều thì mình không nên bỏ lỡ. Nếu bỏ lỡ thì các bạn những cái khúc sau nó sẽ đỡ tiền hơn rất là nhiều. Các bạn không cần phải giết hết ví dụ vậy, hoặc là làm hết. Có nhiều cái đấy các bạn nào làm xong sớm thì kết thúc nó sớm thôi, tới những chỗ khác sớm hơn bình thường. French War. Mình nghĩ là cái này sẽ có sex. Kill handsome Harry. Đặt tên cũng bựa thì á. Anh chàng đẹp trai Harry Potter. Má đặt cái tên nghe cũng thấy ảo diệu rồi đó. Má đặt tự nhận mình handsome luôn qua. Entrance nằm đâu ta? Có phải chỗ này không? Kêu mình giết ngay khúc đằng sau luôn hả? Vẫn không thấy đường vô ta. Đi hẳn một cái đường vòng luôn mới ghê chứ. Mấy hai đứa kia đứng ôm nhau đúng rồi á ba. Biết tình thế nó căng thẳng lắm không? Ừ. Tự nhiên này đi lên luôn mấy. Đáng lẽ nó kêu cái nút lên á, nó bấm một cái là nên hồi báo liền. Kiểu như cái bấm như thế này nó bấm giữ lâu thì cũng không được cái gì mà chúng ta đang cần phải bấm liền lên liền đó. Kiểu còn phải đợi xác nhận nữa. Con thanh niên kia cầm súng ngắm bắn đâu vậy? Thế mình tiết kiệm đạn lắm rồi đó. Ok cưng. Harry handsome mà. Hết handsome nha con. 53.000. Giết một đám thôi mà giết cũng phải 25.000 một lần đó. Có layboy kiểu gì ở đây không nè? Không có luôn. Buồn thế nguyên đám gì mà không có playboy hay con mẹ gì hết vậy. Mấy anh chờ như vậy như đó thôi. Những chỗ này thằng Clinton không bám nó được ta. À má, nãy có nguyên cái đường ở đây. Mà làm gì cảnh sát nó nhìn mình hoài ta. Thế nghĩ mình cũng đẹp trai chứ đâu còn phải nhớ thấy phải nhìn hoài chứ. Nãy chỉ cần mình đi thẳng lên tí là mình thấy rồi ha. Kill Handsome Harry Enforcer. Chúng ta vẫn chưa gặp được tụi Handsome. Cái thằng Handsome Harry đó. Chúng ta chỉ mới để giết mấy tụi Enforcer của nó thôi. Còn Handsome nó vẫn đang trốn rất là kỹ. Oops. What the fuck? Ui, chết cha bấm nhầm. Phải bỏ cái ra khỏi cái vùng xanh mới được.
Nè, lái xe có hơi quá đà một tí mà làm gì nó gọi luôn rồi. Cảnh sát đứng ngay đó ngay sau lưng nữa chứ. Mắt mẹ như mắt đại bàng. Đó, má đi một vòng xong phải gọi anh kia nó mới xử, tốn 1.500 má. Nhức nách thiệt. Khi gì lái xe ẩu á. Cho nên từ đây các bạn nhớ để ý, đừng lái xe ẩu nữa. A lot of these guys are just looking for a vacation from the balls. Fire on that piece of shit! Ê, ê, interrogate chạy đâu mày? Ra em ra, ra, rồi xuất bài rồi. What the hell is happening here? You're gonna tell me all about the Batman, man. Sentry alert. Giờ nó có alert cũng không, nó hằng này. Chạy ra đúng lẹ luôn rồi còn gì nữa. Tell me what I need to know. Oh no, who's gonna pay for it? I tell you what I know. Nothing. Tell me what you fucking know. Oh no, who's gonna pay for that? Đó. Ây. 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 Đó. Ra cho chú ơi. Muốn tông xe ô xe này tụt nhanh đi. Ây. 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 I can't tell you shit about fucking dad, Christ! The boss has some VIP. Complete, yeah, man. Sick fuckers who like to hide the guns. I can tell you where they're gonna be. You done in Bourbon City, you get sexy, me? Sexy, kinky vips. Nghe đây cũng có cái nè. French War. Ủa, nghe đây có một cái đứa nè. Riết mà mình muốn hết máu vô tụi này luôn. Hình như tụi nó đi sau chân mình thì phải. Rồi cảnh sát rồi. Tự nhiên có đang đi giữa chừng có cảnh có hitman đi theo mới ghê chứ. Vậy cứ đang đi làm nhiệm vụ tự nhiên có tụi hitman dí vợ ấy đái thôi chứ ngờ tụi hitman đâu ra nữa. Đạn có hạn mà tụi này có thể là có sẽ supply đạn cho mình. Sentry kill hả? Kill thôi hả? Oops. Nó cũng chỉ mới phát hiện là nó chưa có thấy. Sao thằng gái không vậy? Gái gú không? Đây em ơi. Đây ra đây. Ra đây em, ra đây, ra đây. Mà em cũng hên là nó không có phát hiện mình kịp á. Ồ, Sentry. Anh đợi mẹ nãy giờ. Có thằng ở trên, thằng này chắc là không thấy đâu. Mình bắn, nếu mà mình bắn ở dưới trước thì thằng trên nó sẽ thấy. Nên ưu tiên thằng trên cái đã. Đó, mấy chục ngàn liền. Kia dưới vẫn chill out ấy kiểu. Không biết chuyện gì đang xảy ra sao. Ừ, nó biết rồi, nó biết rồi, nó biết rồi. Phải giết nó luôn rồi. Lúc này thì quá easy rồi. Ok, ngon lành. Này có mấy xe cũng ngon chứ. No witnesses.
Xem mình nhớ mình đi đâu ta. Để hồi cái mình quên một chỗ để luôn ta. Chết cha, mình để đâu vậy ta? Nó phải làm cái chỗ nào để xe mình sáng lên mình biết mình hướng chạy ra với xe mình nữa. Giao xe đi. Quên mẹ cái chỗ để xe rồi ta. Send a new route to... I'm in the French war. Think I can stash a little dough? Be there soon. Whoa. Be there soon, man. Sup? Đó, đưa tiền cho nó xong rồi đi. Lấy xe nào. Ra nhắm để cậu đi nữa chứ. Má thanh niên còn ngại ngùng nữa. Má giờ bị tụi hitman dí tiếp à. Chỗ này mà bị cảnh sát dí thì hơi bị căng. Woo. Nghe chỗ này thì không rồi đó. Cái khu đằng sau luôn mới ghê. Bây giờ làm sao vô trong cái entrance đây? À đây. Whoa. Hello. Sentry weapon locker. Đâu rồi? Những hai thằng lên cơ. Kill the kinky VIP damage. Ok. Cứ giết hết rồi lấy tiền xem sao. Oh, cái thằng này bộ nó biến thái hay sao ta? Ra đi em. Anh cho em ra. Ra đi. Má nhìn tụi này biến thái gì đâu quá ba. Còn dán cọc tiền dưới cái bàn nữa chứ. Sao cái gương vẫn còn hàng đó trong đây ta? Đó là lý do tại sao mà mình kêu là cái game này nó render chậm lắm. Nhiều lúc mà gương nó render không đúng hay thời gian thật. Dở chỗ đó. Ít ra Gata làm còn vẫn còn tốt cái điều đó. Tactical vest. Ồ, có vest luôn nè. Ồ, giết mấy thằng VIP chứ người ta. Sao vô méo được? Oh, sống. Talk to Harold Kelly. Cái này cũng dễ. Cũng nhanh. Oh, không, mình không ngờ nó nhanh mức độ vậy. Vấn đề là ra chỗ nào ta? Cái engine đằng kia rồi. Cất súng nào, đi ra nào. Lấy tiếng tí tiền mặt nào. Cho xin cái nhẹ. Rồi trèo ra hả? Thế quái nào ra được cái chỗ này? Để xem mình đi đâu ta. Rồi lấy đỡ đi. Hết xe rồi. Nói chung là đủ tiền được rồi. Cái khu này mình sẽ cho thằng Vito. Vì Vito đang, mình đang rất cần Vito để nâng cấp máu ấy, kiểu. Có nhiều chơi người chơi sẽ chọn kiểu như là nên unlock cho người khác. Sao quay lái xe kỳ vậy? Lái không xi nhanh gì vậy? Đó lý do tại sao cái kêu tụi mấy bạn không được đụng mình nhưng mà trong khi mấy bạn lái ẩu như quỷ. Sorry about that. Sounds like handsome Harry's a little agitated. Apparently even his clientele can't get their jollies while being shot at. Is he back at the plow house?
He prefers to call it on Beljardin after the flower shop it's attached to. But yeah, he's there. Probably wishing he had a tit he could cry into. You a sick motherfucker, Carly, but thanks for the help. Watch it. Watch where you're going. Rock Jaws. Nói chung mấy tên nó đọc khó đọc quá. Phải xử lý thằng handsome này được. Tại không thể nào có hai thằng handsome như trên thế giới này được. Đúng không? Tại một thằng thôi là quá đủ rồi. Không thể nào mà hai thằng được. Các bạn qua đường nhìn đường những cái đây người ta đang quẹo còn đi qua đường nữa chứ. What the fuck man. Ok xong. Như khu này nãy mình vô rồi sao á? Ừ đúng rồi, vô rồi. Ủa không phải cái này. Lộn. Vấn đề là vô chỗ nào đây? Coming through. À đây đây. You're not welcome here. À, mở cửa đi vô tỉnh vãi cái đấy. Ồ, qua đây, qua ghế luôn mày. Không có nút đóng cửa lại với Headman ta. Nhưng không ai thấy là được rồi, không ai thấy là ok rồi. Đó, quá chuyên nghiệp. Mình cần xác định cái vị trí mà mình cần phải giết nó đứng tuốt bên kia lần hả trời. Chỗ nãy mình vừa mới thoát ra nè. What the hell. Nó ngay đây à. Giờ làm sao để qua đây ta. Oh yeah man. Oh không ai thấy hết. Không ai thấy hết. Quá ngọt. Có điều là không có đường để đi. That handsome Harry's here. We got all the men we need to handle the situation. Damn eggplant shows his face, he'll get what he deserves. So you fall into the pool. Yes, mind you. Thrash around for a bit. Yeah. Then you where yet? I think I may. Nó thấy. Guess we're seeing things. Thế mình gọi lỡ thằng này nó nghe sao, một thằng nghe sao ta? Hai thằng cùng nghe cùng một lúc mới ghê chứ. Okay, thì cần thằng này nó phải đi xuống lẹ để chúng ta còn xử thằng Sentry kia tới nữa. Một trong hai thằng nó xuống đây. Wow man. Sentry đi lên nhưng mà thằng này đi xuống lại. Vô đây. Đúng lúc rồi luôn á. Quá lẹ. Im hơi lặng tiếng. Một phát ngay đầu là bất tỉnh ngay. Bất con mẹ nó tỉnh là khỏi nói nhiều. Chết luôn chứ bất tỉnh mẹ gì, đùi thôi. Bắn phát ngay đầu mà thằng nào còn sống mình cũng phải đến lại. Ồ nắm tay ra giết nữa chứ, trời má, tình thương mến thương dễ sợ. Thằng ở dưới nó nghe rồi. Muốn đứng lại coi gì ông nội. Shit. Ain't coming back from that. Fuck a thing again. First. Kiểu như một thằng nó phát hiện xong nguyên cả làng nó biết hết chưa người ta. Look out. He's all yours, boys. Oh my god.
Mình chỉ cần giết cái thằng kia thôi. Mà cái chỗ này nó quá khó để qua. Ô vãi cướp. Nó chạy đi mất tiêu rồi, nó chạy đi mất tiêu rồi. Ô, nó đang gọi mẹ luôn rồi. Thôi vô với thằng kia luôn đi. Ồ, đó. Bố mày cũng thấy lạ khi mà mày ăn một đống viên đạn mà không chết. Đó là tự hỏi khi nào sống. Quá easy. Hey look, cool it. I don't want no trouble. Trouble. Không ngờ những thằng này là quay vào cái chỗ mà đã bị phục kích trước đó rồi mà nó vẫn quay lại. 100,000. No, thank you. Mình sẽ nhượng này cho Vito để chúng ta còn nâng cấp. Ô, 3.2. Trời má, còn đúng 10,000. Coi như là mình tính toán nãy giờ mình tính không đủ sao ta? Nó cộng cái gì đó sao mình đủ lên tới 310 cho Vito ta? Give me some of your men. We're locking down the French ward. You shitting me? Don't worry, they're on their way. It took me months to figure out that Lincoln had survived the massacre at Sammy's and was waging a war against Sal Marcano. The Bureau didn't have a file on Clay, and I wasn't aware of his military training because his service records were classified. Otherwise, I might have started to connect the dots after the death of Richie Doucette. You Big Jim? Detective Jim McCormick. All right, detective. I heard you have a problem with Marcano's drug operation in the French ward. Boy, it's this whole city's problem. His man Doc Gaston's burrowed down like a fucking cockroach, pumping the whole city full of poison. Where's Doc Gaston operate out of? If I knew that, I'd have him in a cell. Biggest goddamn pusher in the city, and no one knows a fucking thing. The name Sal Marcano tends to do that to people. Fuck Sal Marcano. Best lead I've got is that one of Gaston's suppliers is coming to town. Gonna meet with one of Gaston's people. I can't get any closer, but your friend says you're good at getting information out of people. I'll see what I can find out. How about knocking around some of Doc Gaston's boys? Probably the only way to get him to talk. Dealers. Ok. Giờ tôi sẽ đối mặt với đám street dealer. French war. Interrogate pusher. Có 50,000 thôi sao? Mà 50,000 quá ít. Thì thôi nhường cho Vito. Chứ nó nhiều thì mình đâu nói làm gì nữa. Nó vừa đủ à. Lúc đầu mình nhìn vô mình tưởng 500,000. What the fuck. Mình nhìn kỹ lại 50,000. Chứ cái gì mà đang nó nhảy lên cao. Mới 100,000 đây mà chúng ta giờ đã có nhiệm vụ 500,000. Interrogate. Fuck, we spend more money keeping the cops quiet and the bodies out of the paper than we're bringing in. Đó, gục liền. Sống đều hết. Khai ra mày. Chỉ sợ mấy người bên ngoài nói phát hiện ra gọi cảnh sát hay gì á.
chồng quả bom xong cái bắn phát là xong. Bỏ tiền vô túi liền. Mà sao sao nói để cho tụi này nó hiểu my crew is your crew ha. Mình cũng đang tự hỏi vấn đề. Ủa, ê chết mẹ bấm lộn rồi. Lộn xe rồi, lộn xe rồi. Xe mình đang đây mà trời ơi. Ngay chỗ này luôn đi. Ủa chỗ này đi không có thuận tiện đường nữa ta. Đi thuận đường đi qua bên đây trước đi nè. Kill Gaston Enforcer. Gaston. Mấy này là buôn bán ngoài phố rồi, buôn bán thuốc phiện cái kiểu rồi. Nói chung là những đồ không tốt. Nhưng mà cũng khá dễ, mấy này khá là dễ. Không tốn quá nhiều thời gian để xử lý mấy thằng này. Dù nó cũng có những thằng đặc biệt như Sentry cái kiểu. Đó, kêu ra cái đã. Người cũng đông đó chứ. Mày này mặc đồ với người Ý vậy. Vô lại đây, lại đây, lại đây. Nhanh, 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 nhanh. Đó, những tới những hai thằng Sentry. Kill thằng Enforcer cái đó. Những thằng này nó có một cái chu kỳ, chu trình khác nhau. Thằng lồn cái đứng làm cái gì mà đứng đái vô bụi cây vậy. Hết đái nha con. Lại đây anh mày biểu. Làm gì đó, sao đứng lại à? Đó, phải làm bự bự vô nó mới thấy. Mặc dù nó không bắn nhưng mà nó thấy thôi, nó thấy để nó mình hù nó ra đây thôi. Lẹ lên con, còn chơi gì nữa. Này BD và GL đứng đái không à? Đứng làm ba chuyện rồi bu không à. Searching. Ủa rốt cuộc là thằng nào search vậy? Must be hearing things again. This here is off limits. Đó, chỉ mình nó thấy à. Cái điều đặc biệt là chỉ có mình nó thấy à. Phải mạnh bạo lên nó mới chịu ra đây. Đó, quá sáo ra đây mày. Má đợi thanh niên này ra giờ mới ra. Hello, một phát địt. Thật là vãi cứt. Má cho mày vô tủ luôn. 10.000. Lấy tiền mặt nữa nè, có tiền mặt nè. Đó, có tiền mặt. Quá đẹp. Có tiền này nữa. Đốt hết, anh mày đốt hết. Ồ, chúng ta còn một cái máy bên trong kia để phá nữa. Và Sentry vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hello. Bum. Gục liền. Ok, vậy ta thông thả đi phá máy được rồi đó. Cuối cùng xử xong cái đống này.
Ủa, mấy cái này đặt đâu ta? Ồ, ồ, tiền vô nhiều nha. Mỗi phát 5.000 luôn, ghê thiệt. Nó cũng hên là mình không bỏ qua cái chỗ này á. Interior pusher, nếu mà làm xong cái đó nữa là xong luôn á. Muốn xem mình ở đâu ta? Where's my car, man? Where's my fucking car? Where's my fucking car? Interior pusher. Mình cứ lên gọi trước. Cái hầm mộ, cái chỗ mà lúc đầu mình ban đầu mình thoát nè. Hai cái thằng ở đây. Interrogate nào. Mời thanh niên tắt ra đi, tắt ra đi. Thanh niên kia đâu vậy? Cần chú ở đây mà chú đi đâu vậy? Vô đây, vô đây, đó, quá nhanh, quá nguy hiểm. Má, anh mày lô mà vô những chỗ cần trốn. They always take the money back to his stash house somewhere. My crew will be in touch. Ồ, vãi đái. Mình giết thằng này thử coi. Tại vì chúng ta không nhất thiết phải đi theo thằng kia, miễn chúng ta full tiền rồi chúng ta xong rồi. Dipshit got himself dead. That shit's all him. Let's go. Shit's going down now. Có 4.500 bắn mày này cũng được tiền đấy chứ. Mà hơi ít. Mình nghĩ là chắc cũng phải có tiền đâu đây. Woohoo. Nếu mình bắn thằng này cái là thằng này nó báo liền. Đúng rồi, Sentry phải quay chỗ khác mới được. Mà bắn một thằng này cũng có 50 à. Đó, quá đẹp. Thằng kia thấy mà nó lại là đẹp mắt luôn á. Xuống đây em. Oh yeah baby, come on. Quá đẹp. 4.300. Xuống bên đây có tiền không? Phải có chứ. 4.300, ủa không phải. Đây, đây tiền của tụi nó đây. Tiền mặt không gì? Nó không tính hay sao ta? Mình giết mấy thằng này mình cứ tưởng là phải giết cái thằng này rồi là nó tự động nó cho, nhưng mà ai ngờ là chúng ta phải đi làm tiếp nhiệm vụ, là nó kêu là phải đi mấy thằng mà đưa tiền đó, nó sẽ dẫn tôi về địa điểm thứ hai, thì lúc đó những thằng đó nó sẽ, chúng ta sẽ có được vị trí của nó để cướp tiền ví dụ vậy. Còn 4.000+ mà nó hơi khó vậy sao ta? Ờ quên, mình đâu có gọi xe đâu. Send a new ride to the French war. On a lot. Just get ngồi đại chứ nào đi đại thôi chứ sao vậy? Xe này bị khùng hay sao ta? 8.000+ rồi. Ơi, mình tính tông anh mày sao? Thank you. That's a big help.
Thường là các bạn đi vòng vòng cái khu này các bạn sẽ thấy Tell Batman to fight Gaston. Nó sẽ hiện cho là chúng ta cần follow một thằng nào đó. Chúng ta phải đi vòng vòng cái khu này. Rồi nó sẽ hiện. Không biết có phải bây giờ không. Chúng ta đang cần một cái xe nào đó xuất hiện đi. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Xe đâu? Batman to fight Gaston. Và mình vẫn đang đi tìm. Và thường đó, nếu mà những thằng đó các bạn phải đi vòng vòng. Những chỗ nào có xe, những chỗ này thì không có xe cho vô đó. Để các bạn kiểu như đang đi trên đường, các bạn sẽ thấy tụi nó chở đồ gì đó, giống như mình làm những nhiệm vụ trước đó. Nó sẽ có, nhưng mà để coi mấy này trốn đâu. Có 4 người máy mà khó gì sao. Mấy đứa đâu rồi, mấy đứa đâu rồi. Mình cần mấy chú hiện ra. Hiện lên đi. Đó, 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 vừa mới nói luôn. Cuối cùng đã có. Nhưng chúng ta cần phải đi từ từ. Và kiểu như là chúng ta phải đi đúng ngay cái địa điểm mà nó nghĩ là mình nghĩ là. Đi đúng cái địa điểm mà có thể là nó, những cái chỗ này sẽ xuất phát gần đó. Hoặc xung quanh đó. Chúng ta phải giữ khoảng cách, nó có cái thanh khoảng cách ngay trên đầu. Nếu chúng ta gần quá tụi nó sẽ chạy mà tụi nó không có chỉ chỗ cho chúng ta. Rồi thậm chí nó còn bảo là nó để ý những thằng đằng sau, kiểu như là các bạn dừng mà không có lý do nó cũng sẽ nghi ngờ. Rồi xe cảnh sát. Rồi cái xe cảnh sát chặn đứng, mình không muốn đụng cái xe cảnh sát này đâu. Má hồi nãy mình đụng một lần rồi mình bó tay lắm rồi. Mình chịu mấy cái xe này luôn á. Nhưng mà muốn mất cái vị trí này nó thường nó hay nó chạy vòng vòng cái kiểu rồi xong mà hồi nó mới quay trở lại cái kiểu. Oops. Nhiều lúc nó còn hay, nó còn đề là gì? Stop it without reason. Là cái cũng nghi nghi. Nó nghi nghi thằng nào xong đi xe mà có dừng xe dưới chân hoài. Có lẽ nó tới nè. Nó tới rồi. Biết vị trí rồi. Không có thằng nào thì thằng này lên dĩa đầu tiên. Nhanh gọn lẹ. Một đống luôn. Đó, quá nhanh. Trời ơi, anh đợi mấy chú. Để anh biết vị trí mấy chú thôi đó. Giờ mới xong. Trời má, cộng 10.000. What the fuck. Cái cục đó lụm một cái lụm cộng tới 10.000. Xong rồi, ngon lành. Giờ chúng ta đang có 18.000, 16.000 chứ. Ồ, 18.271. Quá lẹ cho một cuộc chơi. Talk to Jimmy Markomicki nè. Ok, chúng ta quay lại đây. Cái khu này nó cũng gần gần đây thôi mà. Nó chỉ mình chạy tùm lum lá thôi. Ôi, 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 cảnh sát, cảnh sát. Mình không muốn vô tù ngay bây giờ đâu. Cái khôi cũng phải quay lại của chỗ nào đó thôi. Cái chỗ nào mà đã đột nhập vô rồi á. Talk to Big Jimmy Meet Mac Comic. Ồ, đi ra khỏi xe like a boss. Need some.
Hearing about a lot of dead dealers. The ones that aren't are finally talking, saying Doc Gaston's in the system beneath the Big Mouth Jazz Club. You're not gonna try to convince me to let you arrest him, are you? If I wanted to arrest him, I wouldn't have let you be a part of this. Justice might be blind, but it shouldn't be stupid, too. Go do whatever it is you're gonna do. Sure thing, detective. Okay. Nhiệm vụ cuối cùng đây, confirm Doc Gaston. Anh sẽ tới chú đây. Let's go, man. Mấy cái xe này hồi đó kiểu như là cái oops. Cái lùi xe nó, cái phanh xe nó không được nhạy bằng cái ga của nó. Nó chỉ cần bấm lùi mà lùi khá là lâu để lùi. Thôi mình cũng xa phết đấy chứ. 500 mấy mét. Thì coi cái nào. Mình không biết làm sao để trip được 5 giây nữa ta. Cái đó mới khó. Còn mà lái xe như kia này là quá bình thường rồi. Quá ư là điều bình thường luôn. À rồi, nhớ cái điểm này rồi. Làm sao anh thấy nhìn mình ghê vậy? Làm sao đi vô khu đó ta? Mình cứ tưởng chỗ này có chỗ gì đó để vô, nhưng mà không. Không có chỗ nào để vô, tối đen thùi lùi. Khóa cửa nữa chứ. Phải đi ngang một cái khó đây nha. What do you expect? Dealers all over the water getting hit. Gets away with you this really kind think of that Paul's monk is gonna go maybe after Doc? Fuck if I know, but we need to be ready. Ủa, nó để ý thiệt quá. Me. This motherfucker looks lost. Những thằng như thế này chúng ta nên giết kín đáo một tí. Huh? Sao nó thấy được hay vậy? Thought I saw something. Ủa, mình có làm gì đâu ta? It's all yours, boys. Get out of here. Fuck it, I'm calling the cops. Get him from the other. Got you now, dipshit. Whoa. Police mà tới cái chỗ này chúng ta không ổn đâu. Bỏ ra. Đừng có gọi. Cái đó ý tưởng tồi lắm đó. Má, một thằng trong đây, đám trong đây đã khô. Đã chưa khô máu rồi sao rồi còn phải gọi nữa. Và cái đấy. Bắn vậy mà không chết. Nice. Để coi có ai nữa không ta. Mấy anh kia vẫn còn bình chân như vậy quá ha. Mặc dù như cái pha kiểu như mình, nếu mà hay, mình nghĩ là nó nên là kiểu như là nếu mà bạn ở xa, những thằng khác ở xa cái vị trí những thằng còn lại á, thì nó vẫn không nên biết làm gì. Ừ, tới những khu này nó vẫn còn đang rất im lặng. Hold on now. Whether it's local, national, every politician's got. Where'd he come from? Is the working man. Where was that? Get out of here. Shots coming out. Been on a movie. Run! Somebody sneaking around? Ồ, vô đây,
những cái thằng mà vàng vàng đầu vàng 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 là chắc là phải giết hay sao ta. Chạy đâu, chạy đâu. Nó đang đi xuống rồi. Thằng này đi xuống chắc là gì thằng kia vừa kịp lúc xuống luôn á. Màu em vô. What the fuck? Vãi cái thấy. Ồ nó hồi máu mà hồi luôn nguyên cái cây dài ra luôn. Gì mà đông quá vậy? Đông quá vậy? Nó bắn xuyên qua trong đây được luôn á. Sentry vẫn chưa biết cả ta. Sao mày nhận đồ ngáo ngáo hay sao? Mình thấy những cái thằng này nó còn khó đánh hơn những thằng kia nữa. Whoa, 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 whoa. Check out that area over there. I spotted something. Oh my god! Hostile zone. Sentry. Trên đầu mà luôn rồi làm sao đến lầu thôi. Khúc dưới thì chắc không cần thiết rồi đó. You can have. I've been waiting all day for this. Vãi cả thấy bắn như liên hồi vãi cứt kìa chứ. Thanh niên kia đâu rồi? Đường lên đâu? Đường lên đâu? Chỉ anh đường lên coi. Cầu thang đâu? Sao đây không có cầu thang? Tao đang cầu thang đi xuống không vậy? Rồi rốt cuộc cái chỗ nào đi lên ta? Vô chỗ nào ta? Wow, wow. Bắn thì bắn được rồi nhưng mà sao đi vô nè. Cái đường hầm tốt đằng kia hả ta? Phải qua đây nè. Có cái hầm. Nó có cái đường dẫn lên. Này thì nó ngắm đi đâu không hả? Thằng kia chết rồi. Thằng kia chết chắc rồi. Ok. Look who I found. Rồi vậy không ai cứu được mày hết á. Fucking freak. Ok xong. Secure, nó bỏ không bắn nữa mà. Yo bitch. Get your man over to the French ward. I need backup to lock this down. Yes, sir, I'm there. Got it covered, pal. There's our point.
John Donovan and Lincoln Clay embarked on a campaign of urban destruction this country hadn't seen since the Civil War.